tại tàn tích phế thải có đám người nào đó vừa nhặt được một viên pha lê thông thường thì nó sẽ chuyển sang màu bạch kim nhưng lần này thì lại không có lẽ đã hết hạn rồi một trong số họ hỏi rằng chúng ta không cần phải báo cáo cho alien sao có một người khác nói rằng hôm nay cũng như mọi ngày chả có gì bất thường thực tế cũng chẳng có gì thay đổi nơi này có tỷ lệ sống sót bằng không lúc này trong thành phố đang tổ chức một lễ hội gì đó và tuka thấy một quầy bán mặt nạ cậu lấy một cái thì biết chiếc mặt nạ này được làm theo hình dạng của vua rồi là vua của quỷ người đã củng cố hòn đảo quỷ thành một pháo đài chiến đấu chống lại mọi quân xâm lược nhưng đã bị căn nguyên tà ác trục xuất đoàn quân mà vua rồi lãnh đạo sau cùng cũng bị tiêu diệt nhưng cách họ hy sinh rất oai hùng khiến cho cả thuộc hạ của ông cũng được yêu thích bên khác seras chuẩn bị đi ngủ thì nhớ đến tuka cô nghĩ có những thứ mình không nên xen vào vì vậy ít nhất trong một thời gian hãy làm thanh kiếm cho anh ấy hiện tại tuka nghĩ mình không phải là dũng sĩ chính nghĩa quỷ dữ có lẽ hợp với cậu hơn rồi có ngày mụ nữ thần sẽ là phe thua thảm đừng coi thường lòng thù hận của một người đã bán linh hồn cho quỷ dữ tại bạch thành ma kháng của vương quốc magna trong phòng họp sói hội bàn tròn ganosia sigmus vua sói trắng của vương quốc magna thắc mắc rằng ngũ long kỵ sĩ đã bị tiêu diệt sao ông không tin nhân loại tối thượng đã chết jin rowan vua ma chiến của vương quốc unza thì bảo rằng mình đã xác nhận thi thể của ngũ long kỵ sĩ hiện tại đang điều tra sigmus hỏi bên alien có thông tin gì quan trọng không ông già này là Yusef goleta vua của vương quốc alien bên cạnh là ả nữ thần cô ta thông báo việc khắc long kỵ sĩ đoàn đang truy đuổi seras aslan còn đây là Anma Sinokia, thủ vệ của mắt thánh của vương quốc Ionat. Cô hỏi cựu đoàn trưởng của thánh kỵ sĩ đoàn Nia rằng ông có nắm được tình hình của họ sau đó không? Ông nói tại hiện trường tìm thấy một mảnh vải nhuốm máu được cho là của Seras. Dựa vào lượng máu đã mất có lẽ đã bị thương rất nặng, thậm chí có khi đã chết, nhân tiện nói về Nia. Ông nghe nói tối qua thánh vương Oncha đã qua đời, hình như ông ấy đã mất trí trước khi chết. Sigmus nói rằng kẻ giao nộp đất nước mà không thèm chiến đấu thì chẳng đáng quan tâm dù sao thì ả à, nữ thần thấy mất đi lực lượng mạnh nhất chống lại đại ma đế là hắc long kỵ sĩ đoàn thì đây là tổn thất lớn cho liên minh thánh chúng ta do đó từ nay vai trò của những dũng sĩ dị giới sẽ trở nên tối quan trọng tên tóc vàng này là pha cần diên cuồng mỹ đế của đế chế mira anh nói rằng giờ đây khi cự ma đến thì alien sẽ là bên hưởng lợi nghe vậy làm nữ thần hỏi anh có hàm ý gì sao anh nói khi cội nguồn tà ác xuất hiện các nước khác sẽ buộc phải dựa vào alien à nữ thần cũng cho rằng đây là điều khó tránh mọi sinh vật sống trong thế giới này đều chịu ảnh hưởng từ tà vương và không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Khi nghe Pha Cần diên hỏi về việc cô đã nghe sự tích về sát thần chưa thì cô đáp rằng chuyện đó có ý nghĩa gì khi nói ở đây. Sigmus hỏi lại lần cuối về vụ rớt ngũ long kỵ sĩ thì liệu Seras có phải là hung thủ không, sau đó có tên thuộc hạ và báo cáo gì đó. Sau đó ông thông báo là có kẻ đã tự nhận là tư diệt hắc long kỵ sĩ đoàn tại Unza. Tên của bọn chúng là hội chú thuật sư Ersin. Hôm sau, Seras nói với Tuka rằng nếu đi xa hơn về phía bắc thì sẽ đến vành đai quỷ vàng. Đó là một thành phố lý tưởng để chuẩn bị. Đang đi thì họ nghe tiếng là ó thì biết được rằng đây là huyết đấu trường, là nơi nô lệ và lính đánh thuê rớt nhau. Người chiến đấu được gọi là huyết đấu sĩ. Nếu thắng trận sẽ nhận được phần thưởng. Tuca nghe thì thấy có vẻ giống đấu trường La Mã cổ đại. Nơi này được điều hành bởi công tước của Uza và hội lính đánh thuê. Ngày nay nó là một thú vui tiêu khiển cho dân chúng. Nhưng ban đầu là nơi để các đoàn lính đánh thuê đánh giá chiến binh. Lúc này hai người tìm thấy một quán trọ. Seras đề xuất để tiết kiệm lộ phí thì cô nghĩ nên ở chung một phòng. Trừ khi Tuca không thấy thoải mái, cậu quay lại và nói mình là đàn ông đấy khiến Seras ngại ngùng mà quay đi cô nói mình thấy không sao cả vậy thì tuca chốt một phòng luôn sau đó hai người đang ăn thì nghe thấy đám người bàn tán về hắc long kỵ sĩ đoàn họ nghe đồn seras là kẻ đã rớt ngũ long kỵ sĩ đã chết rồi nghe xong làm cô mắc nghẹn luôn còn có người thì thấy bảo Ersin đã rất ngũ long kỵ sĩ cơ hội chú thuật sư gì đó thấy nổi lắm họ đang rêu dao khắp nơi là chính họ đã rất ngũ long kỵ sĩ bằng chú nguyền seras cũng bảo dạo này người ta hay đồn về họ nghe nói họ thờ phụng thần chú nguyền đột nhiên có đám người mặc áo tím bước vào tự xưng là thủ vệ của là những chiến binh thờ phụng chú thần Muji, những chú thuật binh đám này nghênh ngang bước vào và đòi nhường chỗ cho họ chúng bảo bọn ta là cứu tinh của unza đấy mang rượu ra đây tu ca thấy họ chả nguy hiểm chút nào nhưng nếu họ tự nhận đã rớt ngũ long kỵ sĩ thì cũng tiện những vị khách trong quán nói rằng dù là người khác rớt ngũ long kỵ sĩ thì họ cũng tự nhận là do chú nguyền của mình được mà nếu có ai khác có thể đánh bại ngũ long kỵ sĩ có lẽ là sát long đại danh của huyết đấu trường còn à phù thủy cấm kỵ đắc elf đó thì 10 năm qua không ai nhìn thấy à Thật ra ở Kinh đô có một người đã gặp phù thủy cấm kỵ đó, Tuka liền chạy qua bảo họ kể thêm cho mình nghe với, để lấy lòng thì cậu sẽ đãi họ trầu này, và thế là họ cũng kể cho Tuka nghe, cái người mà nói là đã gặp phù thủy cấm kỵ là huyết đấu sĩ được cho là mạnh nhất ở Monroe. Tuka muốn biết cách để gặp người đó thì họ nói rằng đến huyết đấu trường chắc là gặp được, nếu cậu có thể nói chuyện với công tước Joan, phụ trách huyết đấu trường. Đang nói thì người đó cũng bước vào quán, tên là Eve Speech, đàn nữ huyết đấu sĩ đầu báo. Tuka cũng tiến lại muốn mời cô để dễ nói chuyện cậu giới thiệu tên mình là Hattie Scone, là một lính đánh thuê, cô ta bảo cậu có chuyện gì thì nói luôn đi. Cũng biết cậu chú ý đến mình không phải vì mình là huyết đấu sĩ, nghe vậy thì cậu cũng hỏi cô có biết nơi ở của phù thủy cấm kỵ không, cô nói vậy là cậu cũng tin vào lời đồn. Đúng là cô từng vào vành đai quỷ vàng nhưng chưa từng gặp phù thủy, lúc này tự nhiên tai của Seras phát sáng. Cô báo kia cũng hỏi vì sao cậu muốn gặp phù thủy cấm kỵ, cậu bảo rằng vì mình tò mò, ước mơ của tôi là trở thành học giả vì vậy tôi muốn thuê một lính đánh thuê đến gặp phù thủy cô báo nói đó không phải là nơi người bình thường có thể sống sót cậu sẽ không thể sống quá ba ngày đâu cậu cũng cảm ơn cô vì đã lo cho mình cô nói cậu tử tế quá nhỉ nhìn cậu vẫn còn trẻ mạng sống rất quý giá dù rằng lời khuyên của một huyết đấu sĩ như cô chắc cũng không nặng lắm rồi cô rời đi sau đó seras nói với tuka rằng cô báo ấy đã nói dối Tuka hỏi bằng cách phủ nhận đã gián tiếp chứng minh được à tức là ifrit biết nơi ở của phù thủy cấm kỵ sau khi về phòng, Tuka nhận ra mình quên đem thức ăn về cho Piggy Maru, cậu đành dùng lại cái túi này. Khi nhìn thấy nó thì Seras cũng có cảm giác gì đó. Sau khi ăn thử bánh mì nướng giòn và phô mai, Seras cảm thấy nó thật ngon và hỏi cái này là gì vậy, thức ăn phổ biến ở thế giới của Tuka sao? Cậu đáp đúng vậy. Món ăn ở thế giới khác có vẻ khiến cô thích thú nhỉ. Cô nói nó ngon đến nỗi phùng cả má, Tuka cũng muốn cho cô ăn thêm nhưng đáng tiếc là cậu không thể tự tạo ra. Sau khi cầm trên tay cái túi trong suốt thì Seras cảm thấy nó rất đẹp và có ký tự ở bên trong thì khá là thích thú. Còn Tuka khi nhìn thấy Seras như thế này thì anh lại cảm cô ấy xinh đẹp đến mức kỳ lạ. Đột nhiên Piggy Maru nhảy lên người Tuka làm cho cả hai phải vào việc suy tính cho kế hoạch. Theo cậu thì trước hết là nơi ở của phù thủy cấm kỵ. Và ngày mai cả hai sẽ đi thu thập thông tin của cô ta. Nghe đến đây thì Tuka liền trầm tư suy nghĩ về cái mà huyết đấu sĩ ưu tiên nhất. Khi nhắc đến đây thì Seras nghĩ rằng là tiền vì chỉ cần có đủ tiền thì họ có thể mua được tự do từ chủ sở hữu và số tiền ấy chắc hẳn rất lớn. Phía bên ngoài thì người báo đang nói chuyện với nhỏ kia và người báo quyết sẽ đưa con nhỏ ra khỏi chỗ này. Quay trở lại thì Seras đang dùng ma thuật của mình tập trung vào thanh kiếm. Với cảnh như này thì Tuka cảm thấy nó thật là quen thuộc, rồi Seras liên tục tung đòn với kiếm pháp uyển chuyển. Sau khi tập luyện xong thì Seras cảm thấy mệt xã rời, theo như Tuka thấy thì về đấu cận chiến, hình như phải cô ấy có một vài mẹo, thế nên cậu ta cũng rất là hứng thú với cách cận chiến này. Bởi vì hiện tại cậu đang phụ thuộc quá nhiều vào kỹ năng, thế nên cậu vẫn cần thiết sử dụng cận chiến cho lúc hữu ích. MGHE xong Seras liền chỉ cậu về việc. Trước hết hãy học kỹ thuật khóa địch với những động tác dễ. Nhưng mà đột nhiên Seras lại khựng lại làm Tuka thấy lo lắng, bởi vì cô đang nhớ lại những ngày còn là thánh kỳ sĩ đoàn trưởng. Thế nên cô cũng là hướng dẫn viên ở đó, sau đó Seras lùi lại giơ hai hai tay ra yêu cầu Tuka tấn công mình. Nhưng điều này lại làm Tuka đờ ra, Thấy thế thì Seras cũng giải thích rằng cậu hãy dùng vũ lực để tấn công mình. Nghe xong Tuka liền lao tới tấn công thì bị Seras né một cách dễ dàng và khóa chặt tay lại. Đối với kỹ thuật này thì không cần vũ khí và cũng không gây vết thương sâu. Bởi vì Seras sát quá nên anh cũng đổ mồ hôi nhiều thế nên Seras liền buông ra. Nghe thấy vậy thì Tuka yêu cầu Seras huấn luyện theo cách mô tả kỹ thuật, nhưng mà cô thì lại sợ Tuka ngại. Mặc dù thế thì Tuka vẫn muốn vậy nên nhờ cô hướng dẫn theo cách áp sát. Sau khi tập luyện thì Seras liền lấy áo Tuka để ngửi và cô cảm thấy như thể từng phần của anh ấy đang hòa vào bên trong mình. Lúc này thì Seras cũng giật mình vì Tuka đột nhiên xuất hiện sau lưng cô. Điều này khiến cô ngượng ngùng mà đứng lên xin lỗi anh bởi vì cậu ta không thấy quần áo mình đâu cả nên đành đi kiểm tra thử. Nghe xong thì Seras liền xin lỗi anh ấy và nói rằng mình sẽ giặt đồ chung với quần áo của Tuka. Bên trong phòng thì Tuka đang chăm chú đọc sách thì liền để ý đến Seras ngủ. Cậu cảm thấy cô ấy đúng là người tốt. Tốt ở đây là nghĩa trong sáng nha mấy ông, sau đó thì Tuka cầm lấy chiếc mặt nạ mà cảm thấy Seras đang cố hết sức để trở thành thanh kiếm của mình, và cô ấy đang cố kiềm chế mọi cảm xúc để hoàn thành vai trò của mình. Những điều này thì cũng làm Seras nghe được mà hỏi Tuka, nhưng cậu ta lại hơi hoảng hốt và ngồi xuống cảm thấy bản thân khó ngủ. Thấy vậy Seras cũng lôi ra mấy lọ thuốc thảo mộc giúp dễ ngủ hơn. Lọ đầu tiên thì sẽ giúp cho Tuka có thì tỉnh táo và hưng phấn hơn. Nói đến đây thì Seras cũng ngại đỏ mặt. Nghe đến thảo dược thì Tuka liền lấy ra một cục thảo dược trong túi rồi mang đi pha mời Seras. Thấy vậy thì Seras cũng thử luôn mà cô cũng chẳng ngờ một cục nhỏ xíu có thể pha ra được thành súp như này, sau đó thì Tuka liền kêu cô đổ lọ thảo dược vào, nhưng Seras lại lỡ tay đổ hơi nhiều. Nhưng bởi vì lỡ tay nên Seras lấy luôn ly đó nhâm nhi để chịu trách nhiệm, vừa uống xong thì cô cảm thấy tỉnh táo hẳn ra. Bởi vì với loại thảo dược này thường thì nó sẽ rất ngon, vừa nói đến đây thì Seras lại cảm thấy khó chịu vì đổ nhầm lọ mất rồi. Sau đó Seras đứng dậy mà cúi người xin lỗi, còn Tuka cầm trên tay cuốn sách nhưng mà lòng lại chẳng thể kiềm chế thấy vậy thì Seras lại muốn giúp đỡ anh ấy một chút nhưng mà Tuka lại thở dài và muốn minh mẫn tập trung. Nghe xong thì Seras liền hỏi thẳng về độ ấy ấy của anh. Nhưng mà Tuka bây giờ lại rất hưng phấn cho chuyện trả thù và trả quan tâm với chuyện khác. Bởi vì một khi việc trả thù xong, thì cậu có thể tập trung vào các việc khác cho đến khi có một lời nguyền khác. Nghe đến đây Seras cũng tiến đến quỳ gối xin phép anh ta hãy để cho mình gỡ bỏ lời nguyền đó. Điều này thì Tuka cũng mỉm cười mà đồng ý luôn. Qua hôm sau tại huyết đấu trường thì Seras cũng đi thăm dò tình hình xong. Theo như dự đoán Sia cả hai thì mọi người rất thích nói về đàn nữ huyết đấu sĩ, Eve Speed, và nghe nói rằng cô ấy là một nô lệ sau đó bị bán vào giới huyết đầu sĩ. Huyết đấu với sự góp mặt của người báo đã thu hút chú ý ngay từ trận đầu, và trong 3 năm qua thì cô ấy chưa từng thua một trận nào. Trận huyết đấu cuối cùng của người báo cũng vào ngày mai, thế nên cô ấy sẽ đủ số tiền chuộc. Nhưng theo Siras thì còn một thông tin nữa là vào 2 năm trước, cô ấy đã kiếm đủ tiền để tự chuộc mình rồi. Và một đứa trẻ ở đây cũng là người cô đang muốn cứu. Bởi vì hầu hết các huyết đấu sĩ được xem là mạnh nhất thường sẽ chết ở trận đấu cuối cùng của họ, bởi vì quản lý huyết đấu trường có những mánh gây bất lợi cho huyết đấu sĩ. Nghe xong manh mối quan trong này thì Tuka cảm thấy nó thú vị hơn rồi đây.